Hello, xin chào các bạn. Chuyên mục review tới rồi. Hey, video hôm nay á, tôi sẽ review cho các bạn những cái công cụ kiểm tra lỗi ngữ pháp phổ biến nhất à và thậm chí là miễn phí nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn hen. Đây, cụ thể tôi đã lên trên Google, tôi kiếm rất nhiều ngóc ngách à và cái khe hở nào tôi kiếm hết và kết quả là tôi kiếm được một số cái thành viên sáng giá để đưa lên bàn cân các bạn thấy trên màn hình đây là cái danh sách của những cái thành viên sáng giá đó rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá cái chất lượng của từng cái một này đầu tiên á thì nói về cái điểm chung của những cái này á thì hầu hết đều miễn phí dĩ nhiên là có một số cái dịch vụ nó có cái phiên bản trả phí nhưng mà cái tính năng kiểm tra lỗi ngữ pháp thì hầu như miễn phí cho nên cứ tạm mặc định là miễn phí ha các bạn Ok, tôi đã có chuẩn bị hai câu tiếng Anh sai. Câu thứ nhất đó, là he like it. Đây là một cái câu sai ở cái cấp độ siêu cơ bản nha. Và cái cách sửa của cái câu này thì nó có hai cách chính. Cái cách thứ nhất đó là he likes it. Chúng ta sẽ thêm cái chữ s ở đằng sau chữ like. Cách thứ hai đó là he liked it. Chúng ta sẽ thêm cái chữ giờ đằng sau chữ like. Đấy, nói chung là chúng ta có hai cái cách chính để chúng ta sửa cái câu sai của chúng ta. Còn cái câu thứ hai đó là he wants eat it. Cái câu này nó bị sai nha các bạn và cách sửa đúng của nó đó là he wants to eat it. Chúng ta phải thêm cái chữ to nhét ở giữa cái chữ wants và chữ eat. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra từng thằng một để xem coi á với những cái lỗi sai như vậy á nó có sửa đúng hay không. Rồi, cái thành viên đầu tiên bị tôi gõ đầu đó là thằng Grammarly. Đây là một trong những thằng nổi tiếng nhất trong những cái thằng à, sửa lỗi ngữ pháp nha các bạn. Nếu bạn cũng muốn truy cập vô cái công cụ này á thì bạn có thể truy cập vô cái đường link đó là 60 file com gạch chéo s gạch chéo Grammarly nha. Nhớ là gạch chéo s gạch chéo Grammarly. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu kiểm tra Tôi sẽ gõ cái câu của chúng ta vô He like it Tôi sẽ ấn tiếp cái nút check your text Rồi, bạn thấy cái kết quả này Nó báo cho chúng ta một cái thông báo Đó là nice work Tạm dịch đó là làm tốt lắm à, Tốt lắm, giỏi lắm, đại loại vậy ha Và chúng ta đọc thêm cái phần chú thích của nó Ở đây nó ghi là Grammarly found no errors in your text Tạm dịch đó là Grammarly không tìm thấy cái lỗi nào ở trong cái văn bản của bạn, ở trong cái câu của bạn, đại loại vậy. Rõ ràng, cái câu của chúng ta, nó là một câu sai nha các bạn. Nhưng mà ở đây nó lại không kiếm ra một cái lỗi nào. Thành ra, cái thằng Grammarly này, đầu tiên tôi sẽ cho nó một cái điểm trừ. À, rồi, nếu bây giờ vội kết luận nó dở, thì tội nghiệp nó quá. Tôi cho nó thêm một cơ hội. Tôi sẽ tra cái câu thứ hai của chúng ta lên. Đó là, he wants eat it. Và các bạn thấy nè, nó tìm ra được cho chúng ta một cái lỗi sai nhưng mà nó không nói chúng ta là cái lỗi sai gì và nó cũng không sửa cho chúng ta luôn nó yêu cầu chúng ta phải đăng nhập à, phải đăng nhập tài khoản đàng hoàng thì cụ thể sau khi đăng nhập tôi gõ lại cái câu cũ thì nó thông báo cho tôi một cái lỗi như thế này đấy tôi ấn vô và tôi sẽ thấy nó sửa cho tôi là phải thêm cái chữ to nè once two. nếu tôi ấn vô cái nút màu xanh này là bên này nó tự sửa cho tôi luôn các bạn nha Tóm lại cái thằng Grammarly này á, nếu mà đánh giá theo thang 10 á thì tôi cho nó 6.5. Rồi, tôi tiếp tục gõ đầu thằng thứ hai, đó là Ginger. Nếu bạn muốn truy cập vô cái công cụ này, bạn có thể truy cập vô đường link đó là 60dayfire.com à, gạch chéo s gạch chéo ginger ha, gạch chéo s gạch chéo ginger. Rồi, tương tự nó có cho chúng ta một cái ô, chúng ta sẽ nhập cái câu của chúng ta vô. Và tiếp theo chúng ta ấn vào cái nút check text. Rồi, các bạn thấy kết quả, nó hiển thị ra chúng ta một cái thông báo đó là no mistakes detected. Tạm dịch đó là không có cái lỗi nào được tìm thấy. Rõ ràng rằng là cái câu của chúng ta nó sai, nhưng mà nó lại bảo là không có lỗi được tìm thấy. Cho nên chúng ta cũng tương tự cho thằng Ginger này một dấu trừ và để công bằng chúng ta cũng sẽ cho nó thêm một cơ hội tôi sẽ tra cái câu he wants eat it rồi tôi ấn vào check text các bạn để ý nó gạch chân ở dưới chữ to eat đó tức là nó đã sửa cho chúng ta đúng rồi Đấy, vậy thì nó cũng không quá tệ đúng không các bạn nó vẫn sửa đúng cho chúng ta Đấy, và một điều hay hơn Grammarly đó là nó không bắt chúng ta đăng nhập đó, nó sửa ngay lập tức luôn Vậy thì nếu đánh giá cái thằng này trên thang điểm 10 á, tôi sẽ cho nó 7.5. Rồi, tôi tiếp tục gõ đầu cái thằng thứ ba Đó là thằng Nam Plus Các bạn có thể truy cập vô cái công cụ này Bằng cái đường link Đó là 60 giâyfair com Gạch chéo S Gạch chéo Nam Plus Rồi, bây giờ chúng ta cũng thử gõ cái câu của chúng ta vô và sau đó chúng ta sẽ ấn vào cái nút check có cái biểu tượng kính lúp. Rồi, mới nhìn vô kết quả là thấy có niềm vui so với hai lần trước. Đó là cái chữ like của chúng ta nó bị tô đỏ, nghĩa là nó bị sai. Và sau đó bên này nó có những cái đề xuất. Đó là like có S hoặc là like có chữ dở ở cuối. Đó, vậy là thằng này đã sửa đúng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ cho cái thằng này một cái dấu cộng. ha Rồi, tôi lại tiếp tục tra cái câu thứ hai đó là he wants eat it. Tôi cũng tiếp tục ấn nút check. Bạn thấy nè, nó gạch chân ở dưới chữ eat. Và bên này, nó đề xuất cho chúng ta cách sửa đó là to eat. Đó, nó đã sửa đúng cho chúng ta rồi. Thành ra, tôi lại cho nó thêm một dấu cộng. Và nếu đánh giá theo thang điểm 10, tôi sẽ cho nó 9 điểm. ha à, Bởi vì giao diện nó hơi xấu. rồi tôi lại tiếp tục gõ đầu thêm một thằng nữa đó là reversal nha nếu mà tôi có phát âm cái tên reversal này sai á thì các bạn thông cảm nha bởi vì tôi không biết cách phát âm của từ này nó à, là một cái từ lạ quắc đối với tôi và tôi tra từ điển thì từ điển của không có có thể đây là một cái từ mà người ta lấy ý tưởng từ cái từ vựng reverse tạm dịch đó là đảo ngược đảo chiều thành ra tôi không biết được cái cách phát âm của từ này và nếu muốn biết được cách phát âm chính xác của từ này á cách tốt nhất đó là đi hỏi cái người sáng lập ra trang web này và tôi thì tôi không biết cho nên tôi phát âm đại là reversal ha à, các bạn thông cảm rồi nếu các bạn muốn truy cập vào cái công cụ này bạn có thể truy cập vào đường link đó là 60yf.com gạch chéo s gạch chéo reversal à, gạch chéo s gạch chéo reversal và nếu bạn thấy những cái đường link này khó nhớ thì bạn hãy xuống cái phần mô tả của video này cũng như là phần bình luận đầu tiên trên cùng của video tôi luôn để những cái đường lên ở bên dưới bạn chỉ cần xuống đó là bạn thấy thôi rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái câu của chúng ta vô đây đầu tiên tôi sẽ gõ he liked it và tôi ấn vào cái nút check các bạn thấy nó có một cái thông báo màu xanh đó là no mistake detected tạm dịch đó là không có cái lỗi nào được tìm kiếm thấy đấy vậy thì tương tự như hai cái thằng đầu tôi sẽ cho cái thằng này một cái dấu trừ rồi, chúng ta lại tiếp tục tra cái câu thứ hai lên. He wants eat it. Rồi, ấn nút check, bạn thấy nè, nó đã sửa lỗi cho chúng ta rồi. To eat, sửa đúng rồi. Thành ra cái trường hợp này nó cũng giống như cái trường hợp Ginger lúc nãy của chúng ta. Thành ra nếu xếp trên thang điểm 10, tôi sẽ đặt cho nó 7.5. Rồi, tôi sẽ gõ đầu cái thằng tiếp theo, đó là be correct nếu các bạn muốn truy cập vào công cụ này các bạn có thể truy cập vào đường link đó là 60jfair.com/gạch chéo s/gạch chéo be correct đấy rồi ở đây nó có một cái ô để cho chúng ta nhập văn bản, bản của chúng ta vô tôi sẽ nhập cái câu của chúng ta vô đó. chúng ta vừa nhập là nó sẽ vừa check chúng ta không cần phải ấn nút gì cả rồi các bạn thấy nó cho chúng ta một cái thông báo màu xanh đó là There are no mistakes in your text. Tạm dịch đó là không có cái lỗi nào ở trong cái câu của bạn. Đấy, nghĩa là nó không kiếm ra lỗi. Vậy thì tiếp tục chúng ta sẽ lại cho nó một cái dấu trừ. Rồi, tra tiếp cái câu thứ hai. Đó là he wants eat it. Rồi, các bạn thấy kết quả nè. Nó đã sửa cho chúng ta là to eat. Nghĩa là nó đã sửa đúng cho chúng ta. Vậy thì cái mặt này tôi sẽ cho nó cái dấu cộng. Và nếu đánh giá nó theo thang điểm 10 á. Tôi sẽ đánh giá nó 7.5 Rồi, tôi sẽ gõ đầu thêm một thằng tiếp theo, đó là cái thằng sơ lỗi ngữ pháp của Zoho. Bạn có thể truy cập vô đường link, đó là 60 giâyphoia com gạch chéo S, gạch chéo Zoho Grammar. Nha. Zoho Grammar ở giữa có một cái dấu gạch ngang nha các bạn. Zoho gạch ngang Grammar. ấy Tôi sẽ thử tra cái câu đầu tiên he like it bạn thấy cái từ like ở dưới nó có một cái đường gợn sóng này thì có nghĩa là nó có vấn đề đấy chúng ta sẽ ấn vào cái từ đó nha ấn vào từ like nó sẽ hiện ra chúng ta cách sửa cụ thể là likes có s ha và nếu chúng ta ấn vào cái chữ likes có s này thì nó sẽ tự sửa cho chúng ta luôn đấy vậy thì ở cái câu ví dụ đầu tiên nó đã sửa đúng cho chúng ta rồi cho nên chúng ta sẽ cho nó một cái dấu cộng ha rồi tôi sẽ tra tiếp câu thứ hai đó là He wants Edith bạn thấy Edith ở dưới nó có một cái đường gợn sóng Gạch chân ở dưới đấy thì có nghĩa là nó đang có vấn đề chúng ta sẽ ấn vô nó đấy nó sẽ sửa cho chúng ta thành to Edith chúng ta ấn vào là nó tự sửa cho chúng ta luôn đấy thì ở cái ví dụ thứ hai này tôi cũng sẽ tiếp tục cho nó một cái dấu cộng và nếu đánh giá tổng bộ nó trên cái thang điểm 10 á thì tôi sẽ cho nó 9 điểm rồi, bây giờ tôi sẽ tổng kết lại số điểm của từng công cụ kiểm tra lỗi ngữ pháp. Công cụ Grammarly, tôi cho nó 6.5. Công cụ Ginger, tôi cho nó 7.5. Công cụ Noun Plus, tôi cho nó 9 điểm. Công cụ Reversal, tôi cho nó 7.5. Và công cụ Be Correct, tôi cho nó 7.5 luôn. Và cuối cùng công cụ Zoho, tôi cho nó 9 điểm. Và cái số điểm này á, các bạn lưu ý nó chỉ là cái đánh giá của riêng tôi thôi. Và tôi chỉ đánh giá trên mỗi một cái khía cạnh đó là khả năng sửa lỗi ngữ pháp. Bên cạnh đó các bạn nên truy cập vô từng cái công cụ một và các bạn kiểm tra thêm. Bởi vì nó còn những cái khía cạnh khác tôi chưa có đánh giá. Ví dụ như là cái sự tiện dụng khi dùng hay là cái giới hạn số từ mà chúng ta được nhập vô để chúng ta kiểm tra. đó Thì mỗi thằng nó sẽ có những cái giới hạn khác nhau. Thành ra các bạn nên truy cập vô từng công cụ một và các bạn kiểm tra thêm ha. Đấy. còn nếu các bạn chỉ quan tâm tới việc nó sửa lỗi ngữ pháp có đúng hay không á thì uh, hai cái thằng Noun Plus và Zoho là hai thằng tôi thấy nó ok nhất ha. Và cuối cùng trước khi kết thúc video thì uh, tôi giới thiệu một chút. Đó là 60 giây Fire đã có một cái nhóm Facebook có tên đó là học tiếng Anh cầm tay chỉ việc và nếu bạn muốn tham gia bạn có thể truy cập vào cái đường link đó là group.60dayfair.com nha group.60dayfair.com group có nghĩa là nhóm đó các bạn